Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình Trung Còi Apple TV đây. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Anh em nhìn thấy cái gì đây không ạ? 12 Pro Max anh em nhá. Toàn hàng 256GB zin app, mọi người ok chưa? Đấy, còn hai con này là hai con 11 Pro Max anh em nhá. À đây, con này là có một con 1. Con này là 11 12 128 này. Còn bốn con này là 256, toàn hàng zin app thôi anh em ạ. Toàn hàng zin app, zin chất thôi anh em nhá. Mà giá thì cực kỳ là hợp lý luôn. Đấy, thực sự anh em là giá bên em thì cực kỳ là hợp lý. Những anh em nào mua rồi hay những anh em nào có thể, anh em có thể đi tham khảo tất cả những các chỗ gần mọi người. Đấy, và mọi người so sánh với giá và tình trạng với bên mình, xem mọi người giá nó êm hơn không nhá. Thì hôm nay em lại có một số kèo để lên cho tất cả anh em. Mới test kỹ được mấy con này thôi anh em nhá. Còn vẫn còn khoảng hơn chục cây nữa. Hơn chục cây nữa. Nhưng mà bọn ấy chắc chắn pin kém thì mình sẽ thay pin thôi. Mình sẽ báo mọi người là thay pin, nó toàn zin áp nhưng mà pin nó kém anh em nhá. Ngày mai em sẽ lên cho anh em những dòng 12 mini. Đấy, nói chung là những cái dòng đấy em chưa kịp test đâu nên là em chưa lên được. Đấy, thì hôm nay em lên cho mọi người một chút hàng đây trước nhé. Đấy, thì mọi người mua hàng bên em thì có hai hình thức mua hàng nhé. Mọi người cọc cho em bên em 1, 2, 300k, tùy vào mỗi đơn hàng mọi người nhé. Cứ đơn hàng cao thì mọi người cọc cho mình 300k được. Đấy, tiền hàng thì tiền cốt, tiền cọc sẽ trừ vào tiền máy anh em nhé, nên anh em yên tâm. Đấy, mọi người cọc nhiều thì sẽ trừ vào tiền máy nhiều. Nhận hàng mọi người được kiểm tra đúng máy đúng tình trạng thì mọi người mới thanh toán cho shipper nhé. Không đúng tình trạng mọi người hoàn về giúp hàng, hoàn hàng về giúp mình. Bên mọi người không mất bất kỳ một tiền chi phí nào, tất cả bên mình sẽ chịu hết em ok chưa ạ. Đấy, thì hôm nay mình lên cho anh em đầu tiên một con iPhone X nhé. Con này bán cho anh em vui vui này, con này bán cho anh em lấy tương tác này. X anh em nhé, 64GB, pin 84%. Nói chung con này thì ok hết. Đấy, như mình báo luôn tình trạng cho anh em nhé. Con này thay màn rồi. Đấy, pin thì pin 84%. Còn lại main zin, vỏ zin, pin zin. Màn thì con này lúc mà vận chuyển về nó bị sọc ấy. Nó bị sọc màn nên là mình đã thay màn vào cho nó. Đây, main thì là zin, à đâu, đúng rồi, zin full hết anh em nhé. Con này thì chỉ mỗi thay màn thôi. Mọi người ok chưa? Chỉ thay màn thôi. Con này mình để cho anh em full chức năng, full Face ID nhé. Con này mình để cho mọi người với giá là 3.500.000 đồng vẫn tặng kèm phụ kiện anh em nhá. 3.500.000 vẫn tặng kèm phụ kiện cho anh em luôn. X quốc tế 64GB full chức năng, full Face ID anh em nhá. 3.500.000 nha mọi người. 3.500.000 đấy. Anh em dùng thay 8B thì quá ngon đúng không? Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro 128GB, pin 87%, máy màu gold. Con này hôm nay nhá, trừ luôn cho anh em 5 lít 9.100.000 đồng. Mọi người ok chưa? iPhone 12 Pro máy quốc tế, full chức năng, full Face ID, pin 87%, 9.100.000 nhá. Đấy, con này thì mình báo luôn tình trạng là main zin này, vỏ zin, pin zin này. Màn thì con này màn ép kính anh em nhá. Đã con này màn đã ép kính, còn lại là main zin, vỏ zin. Chắc chắn là main zin hết rồi, main zin trọn đời luôn. Pin vỏ zin hết anh em nhá. 12 Pro 128GB 9.100.000 đồng cho anh em này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 thường 128GB, pin 83%, máy màu xanh cực kỳ đẹp luôn, 7.500.000 đồng anh em nhá. iPhone 12 128GB, máy quốc tế, full chức năng, full Face ID. Người ok chưa? Đấy, 7.500.000 đồng cho tất cả anh em nhá. 7.500.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường, à 11 Pro. iPhone 11 Pro máy quốc tế, full chức năng, full Face ID. Con này máy màu xanh, pin thay mới 100%. Hôm nay em để cho mọi người với giá là 7.000.000 đồng tròn anh em nhá. 7.000.000 đồng vẫn tặng kèm full phụ kiện, anh em không lấy phụ kiện em lại trừ tiền cho mọi người, mọi người ok chưa? 7.000.000 đồng tròn, anh em đã có iPhone 11 Pro bản 64GB, máy quốc tế, full chức năng, full Face ID, được cái lại pin cao. Đấy, mà màn đẹp anh em nhé. Bảo hành 3 tháng thì tất cả các dòng máy bên em bán ra, mọi người cứ yên tâm mà dùng đi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X Max 64GB, máy quốc tế, mất Face ID, màn thay nha mọi người. Máy quốc tế, mất Face ID, màn thay. Con này em đang để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 3.700.000 đồng anh em nhé. 3.700.000 đồng anh em đã có iPhone X Max máy quốc tế, mất Face ID, màn thay. 3.700.000 đồng anh em nhé. 3.700.000 mà vẫn tặng kèm phụ kiện cho anh em luôn. Nói chung là anh em mua máy bên mình thì ít tiền hay nhiều tiền hay là đời cao đời thấp, mình vẫn tặng kèm phụ kiện cho mọi người hết nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS 256GB, máy quốc tế, full chức năng, full Face ID. Đấy, con này thì hết pin. Con này hết pin anh em nhé.
Hết pin mình để cho anh em giá là 5 triệu. Mọi người ok chưa? Màu vàng gold này, 5 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. 5 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này tình trạng là đã thay pin mới anh em nhé, đã thay pin mới rồi. Đấy, còn lại là ok hết ạ. iOS siêu thấp, iOS 14.8, bản 256GB, máy Nhật, bản cao nhất của 11 rồi. Đấy, con này em đang để cho mọi người giá là 6.9. 6.9 iPhone 11 256GB, cực đẹp luôn anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Thôi con này bán luôn cho anh em hôm nay nhé, màu vàng gold đúng không? 7.1 triệu. iPhone XS Max màu vàng gold, đấy, pin 100%, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, 7.100.000 đồng cho tất cả anh em. 7.100.000 đồng nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em con gì đấy ạ? Một con iPhone 11 Pro bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID nha mọi người. Con này thì pin đang là 83%, pin zin theo máy em nhé. 11 Pro pin zin theo máy 83%, 7.600.000 đồng cho anh em này. 11 Pro bản 256GB anh em nhé. 11 Pro bản 256GB, 7.600.000 đồng cho mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max bản 512GB, pin 87%, máy quốc tế full chức năng, full zin zin app anh em nhé. Con này pin 87 này, đấy, để cho anh 87 thì để cho anh em giá là 7 triệu bao nhiêu đấy anh em? 7 triệu 6 đi. 7 triệu 600 nghìn đồng. Anh em đã có XS Max bản 200, bản 512GB, zin full chức năng, zin app anh em nhé. Đấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS ạ. Một con iPhone XS 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, màn zin nhé, main zin, vỏ zin, pin thay mới 100%, ám cột sóng, 4.500.000 đồng anh em nhé. 4.500.000 đồng cho tất cả mọi người, rẻ như X rồi. Tiếp theo là mình lên mà là XS 256 nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 64GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, pin 86%. Con này pin zin theo máy luôn anh em nhé. X quốc tế 64 màu trắng. Con này em đang để cho mọi người giá là 4.150.000 anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường ạ. Máy quốc tế full chức năng, full Face ID, main zin, màn zin, pin 85%. Con này pin 85% thì là pin zin theo máy anh em nhá. Mình để cho anh em giá là 6 triệu bao nhiêu ạ? 6.150.000, 6.150.000 thôi ạ. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này pin zin 82% anh em nhé. Ui, nó gần bong rồi. Pin 82%, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này em đang để cho mọi người giá cũng 5 triệu rồi anh em ạ. Cũng 5 triệu đồng anh em nhé. XS màu trắng 256GB, cực kỳ đẹp luôn. 5 củ, đấy rơi mất cái giấy rồi. 5 củ anh em nhé, XS 256. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 128GB, hàng zin full zin app. Mọi người ok chưa? Hàng zin full zin app anh em nhé. Đấy, máy quốc tế full chức năng, full Face ID này. Máy viền ok luôn. Đấy, viền zin đẹp luôn anh em nhé. Mà là hàng zin app. Con này mình đang để cho mọi người ra là 10.600.000 đồng mọi người nhé. 10.600.000 đồng và bảo hành 3 tháng cho tất cả anh em luôn. 12 Pro Max 10.600.000 ạ. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 256GB. Con này đang là zin full zin app anh em nhá. Mọi người nhá. Đây, máy màu xanh. Đấy, con này đang zin full zin app mọi người ạ. Pin thì là 86%. Máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Hàng zin app nên anh em đừng hỏi em là có zin không anh em nhá. Zin app chứ là zin test rồi. Đấy. Máy LLA, máy Mỹ em nhé, bán 256GB này. À, con này mình báo luôn tình trạng cho anh em này. Con này zin hết nhé, nhưng mà hiện tại này nó đang zin app, nhưng mà hai cái mắt kính cam này mọi người nó bị xước. Đấy, mình sẽ thay kính cam cho anh em. Thì nếu mà anh em thay kính, không thay kính cam nhé, thì mình để nguyên hiện tại cho anh em luôn, thì là nó đang zin app anh em nhé. Còn nếu mà anh em nào mà muốn mình thay kính cam cho anh em thì nó không còn áp đâu anh em ạ. Còn lại mình bao zin full hết mọi người ok chưa? Bao main màn vỏ zin hết anh em nhé, pin zin hết. Con này mình để cho anh em giá là 11.800.000. Là cả thay cái mắt kính cam kia cho anh em luôn. Mà anh em không thay thì mình lại trừ tiền kính cam cho anh em. Nhưng mà thực sự nha anh em nhé. Đây, con này mình đã test cam rồi. Test cam rồi nhé. Cam nét luôn.
cam không ảnh hưởng gì luôn, kể cả x1 hay x2 nhé, x1 x2 x1 hay là 2.5 hay 0.5 nhé, không ảnh hưởng gì luôn em nhé, không ảnh hưởng gì đấy. Và anh em nào thích thay thì mình sẽ thay cho anh em, còn không không thích thay thì mình trừ tiếp tiền, trừ tiếp tiền cho mọi người. Mọi người ok chưa? 11 triệu 8 nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 à 12 Pro Max đấy, bản 256GB cũng zin áp, nhưng con này pin 84%, máy quốc tế, full chức năng, full Face ID nha mọi người nhé. Đấy, con này zin áp, zin full mà, zin full zin áp nhé. Thì con này mình để cho anh em giá là 11 triệu 7 ạ. 12 Pro Max máy Mỹ này, LLA 256GB nhá. Pin 84%, 11 triệu 700 nghìn đồng cho tất cả anh em. Con này cam có xấu không? Không, con này cam đẹp nhá. Đấy, bọn này cam đẹp này, cái này là bẩn này. Cái này bẩn đâu nhá, mình lau đi là hết. Ui, bẩn quá. Mình chưa lau được anh em ạ. Đây, viền thì ok. Nói chung là vỏ zin thì nó không được đẹp keng đâu anh em nhé. Vỏ zin thì không được đẹp keng đâu, đẹp keng đâu, nó sẽ có chỗ phẩy đây anh em ạ. Nhưng còn lại là mình bao zin hết, những cái quan trọng như main màn, pin ấy mình bao zin hết nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max. Con này pin zin 90 anh em ạ. Ui giời ơi, thực sự mấy anh em nhá. 20 cây được đúng một cây pin 9x. Mình điêu thì mình không bao giờ bán hàng cho anh em nữa luôn anh em nhé. Còn nó đấy, nó cao chỉ là 84, 85, 86 thôi. Còn đây 80 có này anh em này, bảy mấy con mình chưa thay pin, nhưng mà đấy chắc chắn mình phải thay pin rồi nên là mình sẽ không lên cho anh em. Mình thay pin xong mình sẽ lên cho mọi người nhé. Một con iPhone 12 Pro Max bản 256GB, full chức năng, zin áp, pin 90% anh em nhé, pin 90%. Con này mình để cho anh em giá là 12 triệu 100 nghìn đồng. Đấy, 12 triệu 100 nghìn đồng nhé, hàng zin áp anh em không phải lo đâu ạ. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 256GB nữa. Con này máy quốc tế, full chức năng, full Face ID, nhưng mà con này pin 80 nhé, hiện tại đang zin áp là pin 80%. Pin 80% nhưng mà con này được cái là vỏ đẹp anh em ạ. Con này vỏ đẹp hơn mấy con kia. Đấy, con này vỏ đẹp hơn mấy con kia nhá. Con này vỏ đẹp hơn mấy con kia anh em ạ. Đây, vỏ đẹp hơn này, viền nó đẹp hơn, những con kia thì nó có phẩy phẩy một chút. Nói chung là vỏ zin thì nó không được đẹp keng, còn đã máy zin. Còn máy zin thì chắc chắn là vỏ sẽ phẩy rồi. Kính đây anh em, cũng không có cấn sâu hay là một xước anh em nhé. Con này mình để cho anh em giá là 11 triệu 600 nghìn đồng. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 128GB. Đấy, hôm nay dạo này bán 12 Pro Max tiếc quá anh ạ. Mã bán chạy nhất bên mình rồi. Một con iPhone 12 Pro Max máy Mỹ LLA này 128GB này. Con này thì chắc chắn là pin bỏ rồi. Hiện tại đang zin áp anh em nhé. Hiện tại đang là hàng zin áp, đang là máy zin áp, máy quốc tế, full chức năng, full Face ID. Con này cả thay pin cho mọi người nhé. Đấy, cả thay pin cho mọi người, lấy mọi người bao nhiêu tiền ạ? Cả thay pin 10 triệu 500 nghìn đồng, em ok chưa? 12 Pro Max máy quốc tế, full chức năng, pin 100, 10 triệu 500 nghìn đồng cho tất cả anh em luôn. Đấy, con này thì pin zin áp thì là 10 triệu 6 này. Đấy, con này nếu mà thay pin rồi thì chắc chắn là sẽ mất, không còn áp nhá. Chứ còn lại là em bao main zin, màn zin, vỏ zin, pin zin. À, pin zin thì đang là pin gỗ, còn nếu mà thay pin rồi thì không còn pin zin đâu anh em nhá. Là 10 triệu 5 và 10 triệu 6 cho tất cả anh em. Đấy, tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 64GB, máy quốc tế, full chức năng, full Face ID. Con này máy quốc tế, full chức năng, full Face ID nhá. Bản 64GB, pin 84%, pin zin theo máy anh em nhá. Máy Nhật 64GB này, đi luôn cho anh em giá là 6 triệu 250 nghìn. Rồi, ok chưa? 6 triệu 250 nghìn. Anh em đã có iPhone 11 64GB, máy quốc tế, full chức năng, full Face ID rồi. Đấy, ok chưa? Đấy, hôm nay thì mình có một số kèo đây lên cho tất cả anh em nhá. Thì mọi người nào mà đang phân vân hay cần thì em tư vấn cho máy nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, em sẽ tư vấn mọi người kỹ hơn. Ngày mai em nhá, em sẽ lên một số mã gọi là hơi lạ lạ từ trước cái này luôn. Đấy, ví dụ 12 Max, à quên, 12 mini hay là gì đó, hoặc là mai em sẽ sale cho anh em một mã nào đó anh em nhá. Mọi người ok chưa? Đấy, cảm ơn mọi người rất chi nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau. Ngày mai chắc em sẽ lên 12 mini rẻ cho anh em hơn 5 đồng tí thôi. Cảm ơn mọi người rất chi nhiều nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở phiên live tí nữa. Cảm ơn mọi người. Ok, hello anh em nhá. Thì mới vào đầu video ấy thì mình cũng nói lại cái hình thức mua bán ở bên mình nhá. Thì là anh em ưng cái máy nào ấy thì anh em cứ nhắn tin Zalo rồi cọc cho mình từ 50k đến 200k tùy vào giá trị của từng máy nhá. Còn cái chế độ bảo hành ấy thì mình sẽ bảo hành cho anh em 2 tháng anh em nhá. Bảo hành cho anh em 2 tháng. Bây giờ mình sẽ không bảo hành màn hình với không bảo hành pin. Ví dụ như màn hình anh em làm rơi vỡ hay tì đè vào nó bị làm sao ấy thì mình cũng sẽ không bảo hành. Với lại cả cái pin nữa, bởi vì cái pin thì nhiều khi anh em chơi game ấy, vừa sạc vừa chơi game thì cái pin nó xuống nhanh ấy thì mình cũng không bảo hành đâu anh em nhá. Nên anh em yên tâm chứ.
Thì anh em mua bán ở trên kênh ấy, thường thường là mua bán online thì anh em là test xong là xong, nhưng mà mua bán ở cái riêng kênh của mình ấy thì vẫn có bảo hành bình thường anh em nhé. Ví dụ là như mà anh trừ khi là máy làm rơi vỡ ngập nước thì mình mới không bảo hành thôi, những cái trường hợp đấy thì mình chỉ hỗ trợ sửa chữa thôi chứ còn mình không bảo hành. Chứ còn trong cái thời gian mà anh em dùng mà máy nó tự nhiên nó bị làm sao ấy thì mình vẫn bảo hành bình thường nhá. Đấy, cụ thể như có một anh ở Bắc Giang đấy, mua con máy của mình, mua con 6S thôi, thì mua con 6S về anh ấy dùng được hơn chục hôm thì anh ấy nhắn tin cho mình bảo, em ơi máy tự tự nhiên không lên rồi. Thì mình bảo thôi anh cứ gửi về cho em thì nếu mà em kiểm tra cho, nếu mà không được thì em đổi cho anh con khác, mà nếu mà anh không ok thì em chuyển khoản lại anh tiền. Thì anh ấy cũng ok, anh ấy gửi về cho mình thì mình không có máy đổi cho anh ấy nữa, thì mình bảo là anh cho em xin số tài khoản em gửi lại anh tiền thì anh ấy ok. Nếu mà anh xem được cái video này thì anh bình luận dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhá. Đấy, hình thức mua bán bên mình là như thế chứ không phải là bán xong là xong, nên anh em yên tâm nhá. Thôi không làm mất thời gian của anh em nữa thì vào đầu video, thì đây là con 7G anh em ạ. Con này là 32GB nhá, 32GB full chức năng. À nhầm, xin lỗi anh em, con này là 32GB mất vân anh em ạ, 32GB mất vân, iCloud ẩn nhá. Này máy, đây máy đẹp keng này anh em nhá, main zin màn zin, bao main zin màn zin luôn anh em không phải lo nhá, cam trước sau nét. Đấy, con này thì mình thay cho anh em quả pin rồi, 32GB anh em ạ, 32GB đây. iCloud ẩn mình đăng nhập ai mình ẩn cái iCloud đi rồi, anh em đăng nhập iCloud vào dùng bình thường anh em nhé. Đấy, pin 100. Còn này anh em về làm máy phụ quá ok luôn, hoặc là anh em dùng thay 6S cũng được, 6S ở chỗ anh em làm gì cứ giá phải trên triệu anh em nhé, trên 1 triệu, riêng 6S 64GB bây giờ vẫn giá hơn 1 triệu nhé. Nhưng anh em dùng con 7G quá ok luôn này, 7G 1,1 triệu anh em nhé, 1,1 triệu mất vân tay. Rồi tiếp đến là cũng là một con 7G nhá, con này là 128GB này. Máy quốc tế iCloud sạch, reset thoải mái nhá. Con nào là iCloud ẩn thì mình nói là iCloud ẩn, mà iCloud sạch thì mình nói là iCloud sạch nhá. Để anh em yên tâm, con này sạch này, 128GB. Pin mình thay pin mới rồi. Đây mình thay pin rồi anh em nhá. Đây 128GB, full chức năng, SIM sóng ok, máy quốc tế iCloud sạch. Thì con này thì mình để cho anh em 1,6 triệu nha anh em nhé. Đây 128GB đây. Đấy 1,6 triệu anh em nhé. Rồi tiếp đến cũng là con 7G này. Con 7G này thì hôm nó ấn nó hơi nặng một tí, con này là hơn con kia một cái là vẫn còn có vân nhé anh em nhé. Đây, nhưng mà hôm nó hơi nặng một tí. Đấy, anh em thấy chưa, hôm nó ấn hơi nặng. Thì con này thì cũng 32GB full vân, thì cái hôm nó hơi nặng thì mình cứ bán bằng giá mất vân đi. Con này cũng để cho anh em 1,1 triệu thôi anh em nhé, iCloud ẩn nhá. Đấy 1,1 triệu. Tiếp đến là con XS này, XS này 64GB full chức năng. Con này thì mình lên pin new rồi anh em ạ, lên pin 100% rồi nên anh em dùng yên tâm nhá. Con này mình để cho anh em 4,4 triệu anh em nhé, mình bao cho anh em là main zin màn zin thôi anh em nhé. Đấy nó chỉ phải phẩy một tí ở đây thôi, nó chỉ phải phẩy một tí thế này thôi, còn màn đẹp nhá, main zin màn zin đẹp luôn anh em nhé, anh em không không phải lo nhá. Đấy mình bao cho anh em main zin đẹp chu tông đầy đủ anh em nhé. Đấy con này để cho 4,4 triệu thôi, rẻ như iPhone X ở chỗ anh em thôi. Nhưng nhiều chỗ cũng nhiều chỗ như mình được biết á, nhiều một số nơi vẫn bán 8 Plus tầm 4 triệu hơn 4 triệu nha anh em nhá. Đây là XS ấy, anh em ạ. Rồi tiếp đến đây, một đống có mấy con 7 Plus đây anh em nhá. Đây con này đây. Con này thì nó bị phẩy phẩy một tí ở đây. Đấy do đây cái vỏ nó phẩy phẩy một tí đây. Với lại cái cam nó hơi bị cái viền cam nó hơi bị kênh kênh lên này. Đấy do nó cho lỗi cái vỏ anh em ạ. Đấy. Nhờ hình thức thì vỏ thì đẹp keng luôn anh em nhé. Đấy bao cho anh em main zin màn zin luôn. Đấy cam trước sau nét luôn anh em nhé. Đấy cam trước sau nét này. Thì con này là 32GB full chức năng anh em ạ, 32GB full chức năng. Đấy full vân, pin 100. Thì con này thì iCloud ẩn, mình ẩn iCloud đi rồi nên anh em dùng bình thường. Nói chung là ẩn hay là không ẩn ấy thì
con nào ẩn thì mình nói ẩn, mà con nào sạch mình nói sạch nhá anh em nhá. Đấy con này để cho anh em 32GB full vân.